Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày 23 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Doanh nghiệp Việt Nam và Kazakhstan gặp gỡ thảo luận về những khả năng hợp tác khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực vào năm sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho các trường đại học cao đẳng năm học 2015-2016. Vấn đề xếp hạng đại học là một trong những nội dung chính được thảo luận. Tổng cục Du lịch Việt Nam họp báo quốc tế tại Singapore cung cấp thông tin về chính sách miễn thị thực của Việt Nam cho khách du lịch đến từ các thị trường tiềm năng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội làm việc tại tổ góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đánh giá dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, có nhiều nội dung mới, nhiều đại biểu cho rằng dự thảo đã đánh giá đúng tình hình của đất nước sau 30 năm đổi mới và 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và đã đề ra được những định hướng quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới. Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn, một số đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo văn kiện cần lựa chọn lĩnh vực trọng tâm, cụ thể làm nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ sau. Một số đại biểu cũng cho rằng báo cáo chính trị và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2011 đến 2015 còn chồng chéo, trùng lắp, khiến văn kiện nhiều vấn đề. Về nội dung 30 năm đổi mới trong dự thảo văn kiện, có đại biểu đề nghị dự thảo cần phải làm rõ nguyên nhân, lực cản khiến tốc độ phát triển của nước ta còn tụt hậu so với thế giới. Nhận định mới nhất của hãng tin Bloomberg trong bài viết về kinh tế Việt Nam mới đây cho biết, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh bất chấp quá trình hoàn thành tái cơ cấu còn chậm. Hãng tin này đã khẳng định rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm tới sẽ là tốc độ tăng nhanh nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Mức tăng trưởng này được hỗ trợ bởi xuất khẩu và các dòng vốn đầu tư nước ngoài đang chảy mạnh vào Việt Nam. Theo Bloomberg, các báo cáo tài chính của 2.400 doanh nghiệp sau một năm cổ phần hóa cho thấy doanh thu tăng 34% và lợi nhuận sau thuế tăng 99,9%. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam SEC được tổ chức sáng ngày 22 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đông đảo các doanh nghiệp SEC đã tham dự diễn đàn để tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa SEC Lubomir Zaoralek cho biết, trong thời gian tới, Cộng hòa SEC sẽ tập trung phát triển xuất khẩu các mặt hàng sản phẩm năng lượng, trang thiết bị, máy móc, cơ khí, hóa dầu, công nghiệp ô tô, thiết bị, dịch vụ y tế, công nghệ nano, sinh học. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa SEC đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân. Năm 2014, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và SEC đạt 294 triệu đô la Mỹ, tăng 24% so với năm 2013. Cũng trong ngày 22 tháng 10, tại Astana, thủ đô Cộng hòa Kazakhstan, đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Kazakhstan. Sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Kazakhstan tổ chức với sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, đại diện Bộ Công Thương hai nước và gần 20 doanh nghiệp Việt Nam và Kazakhstan. Các doanh nghiệp Việt Nam và Kazakhstan hoạt động trong những lĩnh vực như dầu khí, xây dựng, hóa học, khai khoáng, truyền thông, vận tải, du lịch đã giới thiệu về doanh nghiệp của mình và thảo luận những khả năng hợp tác trong điều kiện mới khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Kazakhstan là thành viên sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2016. Hiện nay đối với thị trường Kazakhstan cũng như Liên bang Nga thì cái khó khăn nhất của chúng tôi khi xuất khẩu sản phẩm sang đây đó là vấn đề đồng nội tệ cũng mất giá. Trượt giá từ 30 đến 50%, đó là cái rào cản thứ nhất. Cái thứ hai đó là đường vận tải từ Việt Nam sang Astana cũng như Kazakhstan thì không có đường vận tải biển. Hiện nay Kazakhstan đang hướng tới thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Kazakhstan cũng đang hấp dẫn các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp xây dựng công nghiệp nhẹ, khi trong điều kiện mới, hàng hóa Việt Nam vào Kazakhstan hoặc được sản xuất tại Kazakhstan sẽ có nhiều ưu đãi hoặc không phải chịu thuế khi vào các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu, nhất là vào thị trường lớn như Liên bang Nga. Đây là cuộc gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam-Kazakhstan lần thứ 7 từ sau khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu được ký kết vào tháng 5 vừa qua. Cả Việt Nam, cả Kazakhstan hiện nay đang rất tích cực triển khai những hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư giữa hai nước. Hồng Hoa, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, Astana, Kazakhstan.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, mặc dù gặp khó khăn về thời tiết do biến đổi khí hậu, thị trường biến động phức tạp, nhưng sản xuất lúa hè thu và vụ mùa ở các tỉnh phía Bắc năm 2015 vẫn đạt kết quả tốt. Năng suất trung bình cao hơn so với cùng kỳ năm trước từ 0,2 cho đến 0,9 tạ trên 1 hecta. Vụ lúa hè thu, toàn miền Bắc năng suất bình quân đạt hơn 50 tạ trên 1 hecta, tăng 0,9 tạ trên 1 hecta so với vụ trước. Trong vụ mùa 2015 của các tỉnh phía Bắc, tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao tăng nhanh, bền vững, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành lúa gạo. Diện tích lúa lai, thương phẩm được duy trì hợp lý. Năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ở đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp là địa phương đầu tiên thực hiện đề án này. Sau 2 năm triển khai, nông nghiệp của địa phương này đã thực sự chuyển mình khi mà nông dân đã dần từ bỏ cách làm ăn nhỏ lẻ, truyền thống. Đây là cánh đồng lúa rộng 1.200 hectare của Hợp tác xã Tân Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Làm ăn tập thể nên gieo xạ, bơm nước, bón phân đều thực hiện đồng loạt. Đầu vụ, nông dân đến hợp tác xã nhận lúa giống, phân bón, thuốc trừ sâu. Số tiền này sẽ được thanh toán sau khi bán lúa. Đây là hệ thống nhà máy xay sát, kho chứa lúa, hệ thống sấy có công suất lên đến 400.000 tấn của Hợp tác xã Tân Cường. Nếu giá lúa xuống thấp, nông dân có thể đem lúa về đây để trữ lại chờ giá lên cao. Chính nhờ cách làm ăn này mà thời gian qua, những xã viên tham gia hợp tác xã đều đạt lợi nhuận cao so với cách làm ăn nhỏ lẻ của nông dân bên ngoài. Năm 2014, lần đầu tiên Hợp tác xã Tân Cường đạt lợi nhuận 12 tỷ đồng. Còn năm nay, lợi nhuận ước đạt 25 tỷ đồng. Thành công này có được là nhờ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Trước đây thì chưa có cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì tất cả các hợp tác xã và bà con nông dân là tự sản xuất rồi tự mua bán với các thương lái hoặc doanh nghiệp. Sau khi có cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh thì tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp đến tỉnh rồi đầu tư cho các hợp tác xã và bà con nông dân để sản xuất, rồi định hướng các cái kế hoạch xây dựng các cái chương trình, các chính sách áp dụng cho các cái doanh nghiệp và các hợp tác xã và bà con nông dân để hoàn thành, để mà nhằm mục tiêu là nâng cao được cái giá trị lúa gạo của tỉnh Đồng Tháp. Hai năm thực hiện đề án tái cơ cấu, nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp đã có những chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 62.272 hectare đất tham gia cánh đồng liên kết. Thông qua đại diện là các hợp tác xã, nông dân được mua vật tư nông nghiệp với giá rẻ. Lúa không lo rớt giá vì đã có doanh nghiệp bao tiêu. Nhờ đó, sản xuất trong các cánh đồng liên kết đạt lợi nhuận từ 22 đến 23 triệu đồng mỗi hecta một vụ, cao hơn từ 4 đến 5 triệu đồng so với sản xuất nhỏ lẻ trước đây. Chúng tôi đang kiên trì theo đuổi cái ý tưởng là phải xem đây là một cuộc cách mạng, cái tổ chức lại sản xuất, từ sản xuất theo kiểu truyền thống, quy mô sản xuất lọ nhỏ, manh mún tự phát để chuyển thành sản xuất lớn, vượt qua cái bẫy sản xuất nhỏ. Mới đây, tỉnh Đồng Tháp cũng đã ký kết hợp tác với một tập đoàn của Hàn Quốc lập dự án sang phẳng 10.000 hectare đất nhằm tạo ra vùng chuyên canh lúa quy mô lớn. Phía đối tác Hàn Quốc sẽ giúp Đồng Tháp tổ chức lại sản xuất, xây dựng liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu đầu ra. Chúng tôi rất là kỳ vọng vào cái đề án này. Nếu thành công, nó sẽ là một cái bước ngoặt đáng kể để cho cái phát triển nông nghiệp nông thôn tại tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. Mục tiêu của tỉnh Đồng Tháp là đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt 5% trở lên, thu nhập nông dân tăng gấp 2 lần so với hiện nay. Và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang được triển khai khá thành công là cơ sở để địa phương hiện thực hóa mục tiêu này. Thời gian qua, bà con tiểu thương ở thành phố Đà Lạt không khỏi bức xúc trước tình trạng khoai tây Trung Quốc tràn vào các chợ nông sản và mạo danh khoai tây Đà Lạt. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho người buôn bán, người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu khoai tây Đà Lạt. Vì vậy mà các ngành chức năng và chính quyền thành phố này đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng này. Quyết định mới nhất từ Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2015, khoai tây Trung Quốc sẽ không được phép nhập vào chợ nông sản Đà Lạt. Những ngày còn lại của tháng 10 này là thời gian để các tiểu thương giải quyết số khoai tây Trung Quốc đã chuyển về đây trong thời gian qua. Các tiểu thương ngay lập tức có những phản ứng trước quyết định này. Lý do đầu tiên mà họ đưa ra: khoai tây này là khoai tây Trung Quốc, là được nhập từ cửa khẩu Lạng Sơn rồi mang vô Đà Lạt.
Đó. Trước khi nhập á, là người ta đã kiểm dịch giấy tờ đâu vô đó. Các tiểu thương cũng đưa ra lý do, những tháng mùa mưa không phải là mùa khoai tây Đà Lạt. Nếu không nhập khoai tây Trung Quốc thì khó mà có đủ khoai tây bán ra thị trường. Những tiểu thương cũng không ngần ngại khẳng định rằng đây là khoai Trung Quốc, giá chỉ có 7-8 ngàn đồng 1 kg. Trong khi thời điểm hiện tại, 1 kg khoai tây Đà Lạt gần 30 ngàn đồng. Nguyên một năm là Đà Lạt chỉ có 5 hoặc 6 tháng thôi. Thì khi hết hàng khoai Đà Lạt thì cô phải nhập khoai Trung Quốc này cô về cô làm. Cũng chính vì những lý do này mà từ nhiều năm qua, cứ hết mùa khoai tây Đà Lạt là ngay lập tức chợ nông sản Đà Lạt lại ngập tràn khoai tây Trung Quốc. Theo Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Lâm Đồng, không dưới 1.000 tấn khoai tây Trung Quốc đã chuyển về chợ nông sản Đà Lạt chỉ tính trong vòng 3 tháng qua. Nhưng rối rắm đã không dừng lại khi tại đây xảy ra những công đoạn mà người ta vẫn gọi là phù phép biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt. Khoai tây được đưa vào máy rửa, sau đó các tiểu thương lấy đất đỏ Đà Lạt phủ lên. Người tiêu dùng càng dễ lầm tưởng rằng đây là khoai tây Đà Lạt, bởi sau những công đoạn này, từ chợ nông sản Đà Lạt, khoai tây được chuyển đến các địa phương để tiêu thụ. Đây cũng là lý do mà Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt không cho phép nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản Đà Lạt, bởi không thể chấp nhận kéo dài tình trạng một khu chợ dành cho nông sản Đà Lạt lại nhập khoai tây Trung Quốc để rồi chính nơi đây là ngọn nguồn của sự nhập nhằng. Chợ nông sản Đà Lạt thì chủ yếu là tiêu thụ cái hàng nông sản tại địa phương là chính. Còn ngoài ra thì các chợ khác thì cái việc đó là quản lý của các chợ. Tuy nhiên là riêng chợ nông sản thì phải thực hiện đúng theo cái thương hiệu của nó để đảm bảo cái quyền lợi của người tiêu dùng. Cũng cần nhắc lại, đằng sau tình trạng khoai tây Trung Quốc mạo danh khoai tây Đà Lạt là kiểu làm giàu bất chính. Nếu bán khoai tây Trung Quốc mạo danh khoai tây Đà Lạt, người bán móc túi người tiêu dùng đến 3-4 lần số tiền so với giá khoai tây Trung Quốc. Biện pháp cấm nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản Đà Lạt được người tiêu dùng ủng hộ, nhưng đó vẫn chưa phải là cách ngăn chặn triệt để. Từ nay cho tới đầu tháng thì chúng tôi vẫn triển khai là không cho nhập. Nếu như là đã về tới chợ rồi thì tiếp tục cho bà con là làm, nhưng mà tuyệt đối phải ghi rõ cái mẫu mạ khoai Trung Quốc và không được là lăng đất hoặc là có cái biểu hiện là giả cái khoai tây Đà Lạt. Hiện tại ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cùng các địa phương thực hiện đề án về hướng dẫn sử dụng bao bì nhãn mác cho các thương hiệu nông sản Lâm Đồng đã đăng ký bảo hộ. Nhưng công việc này không thể làm ngay trong ngày 1, ngày 2. Rõ ràng không riêng mặt hàng khoai tây Đà Lạt, bảo vệ thương hiệu nông sản vẫn còn là một chặng đường dài với nhiều khó khăn. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 220 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 để hỗ trợ cho 9 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Cụ thể, 9 tỉnh thành phố được hỗ trợ đó là Quảng Ninh 100 tỷ đồng, Lạng Sơn 15 tỷ đồng, Điện Biên, Hà Giang mỗi tỉnh 20 tỷ đồng, Lai Châu, Sơn La mỗi tỉnh 10 tỷ đồng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Thanh Hóa mỗi tỉnh 15 tỷ đồng để hỗ trợ dân sinh và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu. Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng số vốn được ngân sách Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Các nội dung tiếp theo. Tổng cục Du lịch Việt Nam họp báo quốc tế tại Singapore cung cấp thông tin về chính sách miễn thị thực của Việt Nam cho khách du lịch đến từ các thị trường tiềm năng. Đêm nhạc cổ điển Toyota 2015, bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc với sự kết hợp tài tình giữa âm nhạc, văn học, lịch sử và những vũ điệu ballet sống động. Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách hơn 500 nhà giáo được công nhận là giáo sư, phó giáo sư trong năm 2015. Cụ thể, hội đồng đã công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 52 nhà giáo và 470 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Trong số đó có tới 62% các giáo sư, phó giáo sư từ 50 tuổi trở xuống. Số lượng nhà giáo năm nay được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư không nhiều. Tính bình quân, mỗi trường chỉ có thêm một giáo sư hoặc là phó giáo sư. Tuy nhiên, chất lượng tốt hơn, số lượng bài báo quốc tế của các nhà giáo cũng nhiều hơn, trình độ ngoại ngữ cũng tốt hơn. Đặc biệt, Việt Nam đã có giáo sư nữ toán học thứ hai sau người đầu tiên là giáo sư Hoàng Xuân Xính. Đó là tân giáo sư Lê Thị Thanh Nhàn, giảng viên Đại học Thái Nguyên. 5 năm trước, việc xếp hạng đại học là vấn đề còn xa lạ với các trường đại học tại Việt Nam. Nhưng quá trình hội nhập đã cho thấy thứ hạng là rất quan trọng. Tiêu chí của các trường đại học của Việt Nam cũng phải hướng tới thế giới.
Và đây là một trong những nội dung được thảo luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho các trường đại học cao đẳng năm học 2015-2016 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 22 tháng 10. Theo Nghị định 73 vừa được Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học. Chỉ còn 2 ngày nữa, Đại học Việt Nam sẽ được phân thành 3 tầng, 5 hạng. Cả nước có 219 trường đại học và đây là vấn đề mà nhiều trường rất lo lắng. Bởi khi được xếp hạng sẽ cho thấy rõ chất lượng và uy tín của cơ sở. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, việc hướng tới phân tầng xếp hạng các trường trong hệ thống giáo dục của Việt Nam và của quốc tế là cần thiết và có lợi cho chất lượng giáo dục đại học của nước nhà. Tôi thấy cũng mừng là trong cái xếp hạng của EPBO Metric ấy, thì nêu tên khá nhiều trường của Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như trường Nông Lâm của Thái Nguyên được nêu tên ở rất nhiều chỗ. Thế giới họ tiêu chí thế nào mình đúng như thế. Và lúc đầu cũng tranh luận, nhưng mà sau khi đã đồng thuận đa số mình bước qua, mình quyết tâm làm thì mình tạo được một cái chuyển biến rất tốt như vậy. Thì tôi nghĩ rằng trong cái đại học của mình cũng như vậy. Tại sao chúng ta lại không chọn trong các cái tổ chức thế giới? Bây giờ nó có một mấy cái tổ chức thì chúng ta đều biết rõ thôi. Như là của Đại học của Giao thông Thượng Hải, hay là của EPBO Metric mà tôi vừa mới nói, hay của QS. Chúng ta chọn một cái nào đó phù hợp và chúng ta theo như vậy đi. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường cần tham khảo và lựa chọn xây dựng theo các tiêu chí phù hợp để làm cơ sở định vị hiện trạng, xác định đúng kế hoạch phát triển để ưu tiên đầu tư đạt chuẩn đại học của khu vực và quốc tế. Phó Thủ tướng mong rằng các trường phải xác định xu thế hội nhập và mục đích chung là vì chất lượng đào tạo, để kỹ sư ra kỹ sư, thạc sĩ ra thạc sĩ. Năm học 2015-2016, Đại học Việt Nam phải có thứ hạng tốt hơn trong bảng xếp hạng quốc tế. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, hàng ngàn người dân sẽ được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí tại Ngày hội Sức khỏe Người Việt diễn ra trong 2 ngày tại Học viện Quân y Hà Đông, Hà Nội. Dự kiến sẽ có 700 bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện tuyến trung ương trực tiếp khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho hàng ngàn người dân. Người dân tham gia ngày hội sẽ được kiểm tra và tư vấn sức khỏe toàn diện, khám kiểm tra và tư vấn chuyên khoa tim mạch, tiểu đường, hô hấp. Ngày hội Sức khỏe Người Việt lần thứ nhất thuộc chương trình truyền thông Vì Sức khỏe Người Việt do Hội Nội khoa Việt Nam xây dựng. Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa tổ chức họp báo quốc tế tại Singapore nhằm cung cấp thông tin mới nhất về tình hình du lịch Việt Nam, đặc biệt là về chính sách miễn thị thực nhập cảnh du lịch cho các khách du lịch đến từ một số thị trường trọng điểm. Điểm nhấn trong nội dung họp báo là việc thông báo chính sách miễn thị thực nhập cảnh du lịch có thời hạn 15 ngày cho công dân các nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia. Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Riêng với đảo Phú Quốc thì công dân của tất cả các nước đều được miễn visa du lịch trong vòng 30 ngày. Như vậy đến nay, Việt Nam đã miễn visa du lịch cho công dân của 22 nước và đang tiếp tục xem xét mở rộng chính sách này tới khách du lịch đến từ một số thị trường tiềm năng khác. Ngay sau khi mà Chính phủ Việt Nam là miễn visa đơn phương đối với lại 5 thị trường Tây Âu cũng như là Belarus thì ngay lập tức trong tháng 7, tháng 8, tháng 9 khách du lịch đã tăng trưởng trở lại và tính tổng thể trong 7 tháng đầu năm 2015 này thì khách du lịch đã tăng là hơn 5%. Việc bảo visa du lịch là bước đi quan trọng. Chúng tôi vui mừng rằng khách châu Âu có thể đến Việt Nam mà không cần visa. Hy vọng chính sách cũng sẽ được mở tới Mỹ và Australia. Bên cạnh việc bảo visa, Tổng cục Du lịch Việt Nam hiện đang hợp tác chặt chẽ với các bên, đặc biệt là các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch nhằm đẩy mạnh các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế, quảng bá trực tuyến và các chương trình phát động thị trường tại các nước. Cũng theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã thu hút được hơn 6 triệu 600 ngàn lượt du khách quốc tế, đạt trên 80% mục tiêu đề ra của năm. Ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 sẽ thu hút từ 10 đến 10,5 triệu khách quốc tế và đạt doanh thu từ 18 đến 19 tỷ đô la Mỹ.
hấp dẫn, gần gũi, đẳng cấp mà thân thiện. Có lẽ đó là những từ cô đọng nhất để nói về đêm nhạc cổ điển Toyota 2015 diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Những nghệ sĩ opera hàng đầu của Nhà hát nhạc kịch Budapest danh tiếng đến từ Hungary đã mang đến cho khán giả thủ đô những cảm nhận mới lạ khi thưởng thức một đêm nhạc cổ điển vốn luôn gắn với những ấn tượng về sự hàn lâm kinh viện. Nghệ sĩ trình diễn opera cũng có thể giao lưu với khán giả, có thể chiếm lĩnh khán phòng không chỉ bằng tiếng hát mà bằng cả những diễn xuất và tương tác cởi mở nhất. Những danh ca đến từ Nhà hát nhạc kịch Budapest đã khiến khán giả đêm nhạc cổ điển Toyota 2015 vô cùng thích thú khi phá vỡ tính kinh viện thường thấy trong ấn tượng khán giả Việt Nam khi nghe tới cổ điển. Tính hấp dẫn, cái tính nhân văn, cái chiều sâu của văn hóa và cái âm nhạc không biên giới nó đã mang lại cho công chúng không phải chỉ có Việt Nam, của nhiều nước trên thế giới, chúng ta có quyền bình đẳng, chúng ta có quyền được hưởng thụ những cái đỉnh cao của nghệ thuật như thế này. Là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất trình diễn trong đêm nhạc sẽ đi qua 7 quốc gia châu Á này, nghệ sĩ violon Hoàng Tuấn Cương đã chinh phục khán giả khi thể hiện xuất sắc Romance số 2 cung pha trưởng của nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven. Trở về quê hương khi đã thành công tại nhiều sân khấu hòa nhạc lớn cùng dàn nhạc Philharmonic State Orchestra Hamburg của Đức, anh đã có những cảm xúc thật đặc biệt. Rất là tự hào, mỗi lần tôi rất là vui khi được nhận lời và biểu diễn ở đây. Hy vọng một ngày nào đó thì khán giả chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn khi nghe nhạc, và cái nhạc cổ điển này đối với người dân chúng ta sẽ không còn gì xa lạ nữa. Là đêm nhạc kết hợp tài tình giữa âm nhạc, văn học và những vũ điệu ballet sống động, đêm nhạc cổ điển Toyota 2015 đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và một số thành phố lớn trên thế giới. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.